Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc, lũ cao nhất 100 năm. Thủ tướng Trung Quốc ra tuyên bố khẩn. Thưa quý vị, từ đầu tháng tới nay, tại khu vực phía Nam Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn nặng nề gây ra lũ lụt. Đây không phải là hiện tượng lạ, mà đất nước tỷ dân này thường xuyên bị lũ lụt trong những tháng hè, với tần suất lớn nhất ở miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên năm nay, điều đáng chú ý là mức độ lũ lụt lớn nhất thường xô đổ nhiều kỷ lục. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc, một địa phương Trung Quốc dự báo mực nước cao nhất trong 100 năm. Mới đây, tại thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Dự kiến mực nước đạt đỉnh cao tới khoảng 36,1m sẽ xuất hiện tại Anh Đức, dòng chính của sông Bắc Giang vào khoảng 8 giờ tối ngày hôm nay theo giờ Trung Quốc. Con số mực nước kỷ lục này vượt mức cảnh báo trước đó tới 10,1m. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, mực nước lưu vực sông Bắc Giang lần này sẽ đạt kỷ lục cao nhất trong hơn một thế kỷ qua. Việc kiểm soát tình hình lũ lụt tại Anh Đức đang được chính quyền Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt. Để tránh thiệt hại tối đa về người và của, các phương tiện truyền thông cũng đang gấp rút cảnh báo người dân về thiên tai. Trước mắt, đợt mưa lớn này đã khiến nhà cửa và đất nông nghiệp của 7 làng ở thị trấn Anh Đức bị ngập lụt ở nhiều mức độ khác nhau. Tính đến nay, thị trấn đã di tản thành công hơn 4.000 người. Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu bảo vệ người dân trước đợt lũ lịch sử. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường mới đây đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và an toàn cho người dân. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông, dẫn dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về, trong những ngày gần đây, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 20.000 mét khối một giây vào ngày hôm nay, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây cũng là trận lũ lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi có ghi chép dữ liệu đến nay. Tình hình chống lụt tại đây hết sức nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ bàn về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị, mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do vậy, hội nghị yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, đồng thời hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở miền Bắc Trung Quốc. Sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc, Quảng Đông cùng các tỉnh lân cận ở phía Nam gồm Phúc Kiến và Quảng Tây những tháng qua hứng chịu lũ lụt khủng khiếp, buộc hàng triệu người phải sơ tán. Từ chiều ngày hôm qua, mưa lớn cũng đã trút xuống một loạt khu vực từ tỉnh Cát Lâm đến tỉnh Giang Tô và tỉnh Vân Nam. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa lên tới 150mm. Chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất, yêu cầu những khu vực rủi ro đóng cửa trường học, cơ sở kinh doanh và dừng các dịch vụ giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng 5 đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, tức cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân trong các cộng đồng dọc theo bờ sông và các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong 50 năm qua. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời. Tại thành phố Thiểu Quan của tỉnh Quảng Đông, hàng trăm lều được dựng lên trên sân thể thao. Theo hãng tin Tân Hoa Xã tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, tức 70,21 triệu đô với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người đã phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Theo Tân Hoa Xã, ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su.
mùa mưa vào hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến nay đạt 621mm, cao nhất kỷ đến năm 1961. Với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo đầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo, thiên tai ngày càng thảm khốc. Thời tiết cực đoan có thể do biến đổi khí hậu gây ra đang gây khó khăn cho Trung Quốc. Từ đợt nắng nóng lên tới 40 độ C ở miền Bắc cho tới lũ lụt lớn ở nhiều khu vực miền Nam, với khoảng 85 con sông trên toàn quốc vượt quá mức cảnh báo động. Các chuyên gia khí tượng cho rằng, với nhiều kinh nghiệm trong đối phó thiên tai khí tượng, đặc biệt là bài học từ trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc năm ngoái, Trung Quốc đã hành động hiệu quả và kịp thời, nhạy bén hơn với thời tiết khắc nghiệt năm nay. Trung tâm Khí tượng Quốc gia, Cục Khí tượng Trung Quốc đã ban hành 5 cảnh báo khí tượng cấp quốc gia, cảnh báo màu cam về nắng nóng và lũ quét, cảnh báo màu xanh về mưa lớn và 2 cảnh báo màu vàng về dông bão, gió lớn, mưa đá và sương mù. Vừa qua, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán đã điều động một nhóm làm việc tới đối phó với lũ lụt ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, khoảng 180 thiết bị cứu sinh như xuồng cao su và 119 thiết bị khác từ chính quyền trung ương đã được chuyển đến vùng lũ lụt ở Quảng Tây. Trước đó, các khoản cứu trợ thiên tai từ chính quyền trung ương bao gồm cả lều trại đã được chuyển đến khu vực này. Wang Hongwei, giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng các bộ phận ứng phó khẩn cấp đã được chuẩn bị đầy đủ hơn để đối phó với các thảm họa khí tượng so với năm ngoái, khi lũ lụt nghiêm trọng đổ bộ vào tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, một số nhân viên cứu hộ ở những nơi như Quảng Đông, Vân Nam, Quý Châu đã gặp nạn khi di tản người dân địa phương đến các khu vực an toàn trong bối cảnh lũ lụt và một số người đã bị thương nặng. Đó là một bài học rất đau lòng cần được rút ra. Cơ quan Cứu trợ hạn hán và Phòng chống lũ lụt Trung Quốc cho biết, trong một cuộc họp báo gần đây, lũ lụt không phải là chuyện bất thường vào mùa hè, song tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng đang có xu hướng gia tăng khi trái đất nóng lên, không khí ấm hơn và có thể giữ nhiều hơi nước hơn trước khi mây trút xuống, nghĩa là nước mưa sẽ được trút xuống ồ ạt hơn. Chuyên gia Rosie Matikan tại Viện Khí tượng nhiệt đới Ấn Độ giải thích, đồng thời khẳng định đây có thể là nguyên nhân khiến mưa lũ ngày càng tồi tệ ở Bangladesh, nơi nhiệt độ trung bình đã tăng thêm ít nhất 0,5 độ C kể từ năm 1976. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Sáng nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nền nhiệt nhiều nơi đã vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng liên tục. Phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có số dân đông thứ 2 Trung Quốc, nơi có một số thành phố phải phát đi báo động đỏ vì nắng nóng đã đạt 92,94 triệu kW vào ngày hôm qua, vượt mức cao nhất của năm 2020 là 90,22 triệu. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 71,08 triệu kW vào ngày hôm qua. Wang Ganchan, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển của Học viện Khoa học Trung Quốc cho rằng, đợt nắng nóng cực độ miền Bắc Trung Quốc và lũ lụt lớn ở miền Nam năm nay đến sớm hơn bình thường khoảng 1 đến 2 tháng. Biến đổi khí hậu có lẽ là một trong những nguyên nhân. Chuyên gia khí tượng Li Kuo-pin tại Đại học Thành Đô nhận định, lý do chính của thời tiết cực đoan là vì gió mùa hè yếu và vùng cao cận nhiệt đới phía Tây Thái Bình Dương di chuyển chậm chạp về phía Bắc. Trong khi đó, không khí lạnh từ phía Bắc đã hoạt động mạnh mẽ, đang di chuyển sang phía Nam. Do đó, mưa đã dồn ứ trong thời gian dài ở phía Nam và di chuyển chậm dần lên phía Bắc. 99 con sông đang báo động lũ, miền Nam Trung Quốc nín thở. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng người dân. Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, ông Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai,
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Các quan chức địa phương cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao. Trên khắp miền Nam Trung Quốc, nước trên nhiều con sông đạt đỉnh. Tính đến 12 giờ ngày hôm qua, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó chủ yếu tập trung tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 10 mét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 đạt 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!